Sài Gòn cùng nhau làm nên Tết. Cholimex Food, gia vị đủ đầy cho Tết sum vầy. Chào mừng các bạn đến với vùng đất miền Tây An Giang. Wow! Anh kìa đẹp quá nè. Nắng lên rồi căng bườm cho khoai. Gác chèo lên ta nướng ngô khoai. Hà Giang. Ủa cái đó là điểm mà ta. À đúng rồi. Mình ơi. Chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, sắp sửa bước sang năm mới Quý Mão 2023. Chính vì thế, chuyến đi của chúng ta có tên gọi là Cùng Nhau Làm Nên Tết. Cùng Nhau Làm Nên Tết. Tết 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 là Tết là Tết. Tết 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 là Tết. Tết 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 là Tết là Tết. Là Tết. Chung bài vậy? Hai bài, hai bài, hai bài không liên quan luôn. Các bạn có biết những cây này là cây gì không? Cây thốt nốt. Cây thốt nốt. Cây thốt nốt để làm gì ạ? Để làm đường. Đúng rồi. Để ăn sống cũng được. Cho mát. Cái lá thì có thể lợp cũng được luôn. Cây chi mỹ nghệ. Quá trời quá đất. Sao mà thông thái vậy? Trời ơi, tôi còn thân cây làm gì vậy mình? Có thể làm cây cầu, cây củi. Wow. Nói chung là thốt nốt là tượng trưng cho An Giang. An Giang và đặc biệt là người dân Khmer. Wow. Hay quá mình ơi. Thực ra cây thốt nốt là ngày xưa ta gọi đúng tên là cây kinh tế đó. Dạ. Cây kinh tế. Cây kinh tế tức là không bỏ thứ gì cả, cái gì cũng làm được. Mà đẹp nữa, cây đẹp ha. Cây đẹp ghê. Ngày hôm nay, đứng giữa cánh đồng thốt nốt này thì chương trình quyết định sẽ đãi các bạn một món đặc sản của An Giang. Đặc sản của An Giang. Đó là bánh bò thốt nốt. Yeah.
Món này em rất mê luôn. Bánh bò thốt nốt là hình như là trong cái lá đúng không anh? Đúng rồi, lấy ra thì cái nó vàng vàng đó. Đúng rồi. Đó, đây là đặc sản nguyên em An Giang. Đây là món bánh bò đặc biệt, trong đó thì có ba chiếc bánh đặc biệt hơn, ba cái luôn hả? Trời ơi, phá lẩu bò vô, chết. Bây giờ mỗi người sẽ chọn cho mình một chiếc bánh bò. Những ai chọn trúng những chiếc bánh đặc biệt sẽ về chung một đội. Chia đội thôi, không có gì đâu. Cứ ngày nghỉ 6 giờ chương trình không? Đúng rồi. Ăn bỏ hết cho Hồng ăn em nha. Em có kinh nghiệm rồi. Những lần trước là em chọn sau cùng, em bị xu. Đúng rồi. Hết tình hết nghĩa nha anh em. Đúng rồi, hết tình hết nghĩa. 2, 3, chưa, mở ra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tôi bình thường nha. Tôi bình thường nha. Thấy chưa? Chết. Chết là qua sẽ bị mà. Dài quá. Mời đứng về với nhau. Ai vậy? Chúng em vậy? Về thì đánh bên nhau. Ta nói lại tình xưa. Hả? Anh em mình là ai làm lợi? Một bên vừa đau họng, một bên đang bị tiêu quá. Cứu tôi. Ôi, mình ơi. Khúc trên ngon nha, khúc dưới hơi bì. Lần đầu em ăn luôn mà không được ăn ngon luôn á. Ăn xong thì mình phải uống chứ hả? Trời ơi. Chúng ta sẽ uống những ly nước thốt nốt để quyết định ai là người đồng hành cùng Jennifer. Wow. Rồi. Cho truyền cung nữ. Không ai tắm cùng dòng sông hai lần. Ê kỳ nha. Nước thốt nốt mà pha nước mắm vô kìa. Em bị viêm họng cho em đi không đá được không ạ? Trời ơi, đòi hỏi nữa. Mấy người đòi hỏi hay đi lắm. Chúng ta có con số là từ 1 tới 6. Ai là số 1? Tôi. Anh đi. Tôi. Anh đi. Ủa, anh hả? Tôi đi. Số 1 thường thường ít người bỏ gì vô lắm. Em bao đầu, anh sẽ bao đuôi. Số 6. Rồi, số 2. Hiểu thứ 2, số 2 à? À, hiểu thứ 2, số 2. Rồi, đi rồi đó. Thấy đi rồi đó. Rồi, đừng từ đi. Nha. Rồi, đừng từ đi. Nha. Lo nha. Rồi. Lo lắm luôn á. Em nghe mùi chanh nha. Tôi là người không được chọn nè. Rồi, anh em mình giao một cái 50 nha. Dễ gì mà có một kỷ niệm mà sau này mình mà có mặt ở An Giang đâu. Mà ngay tại cánh đồng này nữa. Mà Tết nữa. Đúng vậy. Anh khấn gì vậy? Khấn thần thuốc nốt. Thần thuốc nốt. Thần nào cứu được anh đâu. Vô đi, vô. 1, 2, 3. Vô. 50 nha. Vô. Tán số 3 giùm ai cũng 50 rồi, mời anh. 100% Mời tía. Tôi kính anh Giang 100% à. 100% à. Mời tía. Ủa là có mình, có mình tôi á hả? Tía ơi. Tía chưa đeo đúng không? Chưa, đúng rồi, anh chưa đeo bây giờ. Anh chưa đeo, hôm nào thời anh tới rồi. Chúc mừng anh đi hết 100% luôn. Vô. Tía. Nhưng mà không biết là cái quyền ở mùa 1 còn dùng tới mùa này không ạ? Hết rồi. Hết rồi. Mùa nào ra mùa đó rồi. Mùa nào mùa đó. Uống đi. Hay quá. Hay quá. Trời ơi. Thôi anh ơi, anh đừng có cố ý như vậy. Nhìn nó lại. Nhìn nó lại. Anh Giang. Uống đi anh. Dạ đồ, để tôi. Uống đi. Tía, để con mời. Tía. Nước mâm đâu. Tía. Nước mâm đâu. Chén rượu độc á lộn. Tía. Thở oxy đó. Không có thở oxy như vậy. Tía ơi, xuân đã đến mê đẹp. Cái hồ cá. Dám cho ta đẹp. Tía.
Nếu mày thương tụi con. Ủa đi. Nếu mày thương tụi con. Ủa đi. Em ơi, dạ. Đừng ép tía gì vậy. Ủa đi nếu em. Nếu tía không uống bằng miệng được. Nếu tía không uống bằng miệng được. Nếu tía không uống bằng miệng được, đổ vào mũi tía đi. Tía bệnh đang bệnh đó, tía phải uống đi. Tên gia nô nào mà bỏ giấm nhiều quá. Tía uống đi. Nó nồng nạc dễ sợ. Tía đang bệnh đó, tía phải chịu uống thuốc. Thuốc đắng dạ. Cái mùi chua đó hên quá. Uống giấm đi cho mau ốm. Tía. Thôi tía. Chuyện lại cho con đi. Giúp giùm tía đi con. Nước tốt nốt. Uống vô đẹp da lắm con. Con không uống được đâu. Đưa cho thằng em trai út của con đi. Đưa cho thằng em trai út của con đi. Thôi mà ai bụng đang đau đúng không em? Hãy uống bụng vô một miếng. Thôi thì gán lên anh hai. Gán lên anh hai. Nó chua chứ. Nó chua ghê lắm. Chua ơi. Uống đi. Không phải. Anh là anh trong nhà. Anh cái phải uống đi. Không có miếng tôm nốt nào luôn. Anh phải uống đi. Tía để đất cho anh nhiều. Anh uống đi. Không phải đâu. Tía để đất cho anh nhiều. Anh uống đi. Em Út. Ôi ơi. Còn mình em là bị chua là chua tự nhiên. Em đang cần đất. Mai Út. Út đang nó bụng. Út đừng 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 đừng. Út đang nó bụng. Út đừng 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 đừng. Út ơi, trời ơi, chúng tư mày quá sao mời chúng tư mày uống. Thôi anh đừng có nhái xi nhan gì, anh là ngưỡng hết rồi dừng chưa. Anh là ngưỡng hết rồi dừng chưa. Ủa nó ghê lắm, chua ghê lắm mọi người, nó chua ghê lắm. Chúng tôi đã làm xong nhiệm vụ rồi. Chúc mừng Trường Giang, bạn là người may mắn đồng hành cùng em Phơ trong chuyến đi này. Xin mời em Phơ. Trời ơi. Trời ơi, dễ thương chưa? Tem kia. Sao? Đây, ỷ năm qua là con cắt lúa giỏi cho gia đình to. Cho nên ta thưởng cho con mèo nhân dịp xuân về. Khi xuân về mà tặng con mèo cho mèo. Đâu, năm sau là năm con mèo. Đó, đó, đúng rồi. Đó. Tặng luôn. Nè, tôi thông báo cho các anh chị em biết luôn là từ trước giờ mọi người nghĩ là xui đúng không? Từ ngày hôm nay nó xui thiệt. Nó xui thiệt. Không. Từ ngày hôm nay điều đó sẽ kết thúc. Không, chuyện này sẽ chuyện khác tới với anh thôi. Đúng. Không, chuyện này sẽ chuyện khác tới với anh đúng. Thôi. Đúng. Trời ơi. Trời ơi. Không, hôm nay thì ngày mai. Chắc phải tới thôi. Vậy thì ngày hôm nay định mệnh của con sẽ thay đổi. Jennifer. Ôi, nếu như từ giờ đến cuối chương trình mà anh Giang có gặp sự cố gì thì mong hãy tua đi tua lại khúc này 75 lần. Vậy thì ngày hôm nay định mệnh của con sẽ thay đổi. Jennifer. Nhớ nha, đầu chương trình là rất là vui, rất là hoan hỷ với con nhỏ đi. Cuối chương trình nó hắt hủi con ta. Không bao giờ thôi. Sau này mới đổ xa cơ hơi giận. Không. Ngày hôm nay có một niềm tin là Jennifer sẽ là một cái gì đó rất là đặc biệt. Thì wow. Đó, xui tặng mạng đó, xui tặng mạng đó. Đúng rồi, đang hay tin lắm. Nở nụ cười chào đón. Hey, chào mừng thành viên Jennifer. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình cùng nhau làm nên Tết với rất nhiều thử thách phía trước. Với mỗi thử thách thành công, các bạn sẽ nhận được một phần thưởng. Những phần thưởng này thì các bạn sẽ cùng nhau làm nên Tết. Đội nào mang về nhiều phần thưởng hơn thì sẽ nhận được thêm một phần thưởng đặc biệt từ chương trình. Em nghĩ là nhiệm vụ đầu tiên mình sẽ đơn giản thôi. Gặt hết đồng lúa này. Gặt hết đồng lúa này. Hả? Ủa lúa, lúa sống mà. Chưa chín mà. Mình gặt mà lấy số thôi. Anh như là những con sâu phá hoại của mày. Lần đầu tiên sau 23 tập, đây là nơi duy nhất có thể thấy được anh Giang đeo Jennifer. Và đây chỉ là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do, tự do. Yeah. Chào Líp Tông Vàng, Tết ngàn điều may. Lần đầu tiên đeo Jennifer là cảm giác rất là ngộn nghĩnh. Nó không có như mà mỗi ngày. Nhưng mà hôm nay tôi vẫn tin là Jennifer hôm nay sẽ mang tới những cái điều đó đó, đó là phước lành. Anh đang giận dối, dối. Mà ai đeo cũng tin là mình sẽ phá giải đúng được lời nguyện của anh. Nhưng mà cuối cùng là không. Hồi xưa Hiếu tin lắm nè. Rồi bữa là anh đeo là té bị xém giải tay luôn á. Nó có tội lỗi trong chuyện này cả. Chỉ là các anh chị em chơi dở thôi rồi đổ lỗi cho nó. Hôm nay sẽ được replay lại. Nó có tội lỗi trong chuyện này cả.
chỉ là các anh chị em chơi dở thôi rồi đổ lỗi cho nó. Nó hết tội lỗi trong chuyện này cả. Chỉ là các anh chị em chơi dở thôi rồi đổ lỗi cho nó. Nó có lỗi gì đâu mà này này, cái mặt nó đen đúa dễ thương như thế này. Ôi con trai của ta, tự hào lên, tự hào lên. Ví dụ mà anh có ngủ ngoài, anh ngủ mình anh nha. Ngủ mình anh nha. Với anh Tuấn cũng chung đội anh. Tí ơi, con thấy như vậy, con thấy là bây giờ mình chia đất theo sai miệng đi. Con thấy con mấy anh em là hả miệng, con mấy anh em là hả miệng, con mấy anh em là hả miệng con. Bự nhất là bây giờ tí phải dành cái phần nào mà đất mà rộng rãi nhất là dành cho con đi. Tía đó nghe vậy. Rồi sao tía? Cái miếng đất ở trên chỗ ruộng á chia cho con. Dạ. Ủa sao kỳ vậy tía? Cái miếng đất ở gần lộ á chia cho con. Rồi. Nào cái miếng đất mà mình đang trồng mà chò tóc nó mà chia cho con. Dạ. Đây nữa đây. Nhà mình đang ở bên kia chia cho con. Dạ. Con lần lấy cái miếng đất mà cái chỗ cái toilet á chia cho con. Cái chỗ cái toilet á. Trời ơi, cái này game show vui vẻ chứ đâu phải là game show chữa lành tâm hồn đâu. Có game show chữa lành có tôi mùa hè quà vậy em. Mộng đẹp vẫn thế có như ngừa nguy khôn. Gì ngứa ngứa vậy? Nghe hả? Anh thấy gì ngứa ngứa vậy? Mọi chuyện không chỉ là cơn sóng vô hồn. Nếu có hồn cứ thích nuôi, cứ thích nuôi đi nè. Yêu gì cho tâm hồn mình em vớt nát. Trời chắc hả? Vớt nát tâm hồn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
các nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một điệu múa đặc trưng của dân tộc Khmer. Dạ. Đó là điệu Saravan. Saravan. Trong Saravan ta còn có Lâm Liêu, Rom Cà Bạch, Rom Vung. Nhưng mà chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn điệu đầu tiên. Dạ. Đó là điệu Saravan. Saravan. Đơn giản thôi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rồi đó là chân. Ta dạ. Kết hợp chân tay. Tay rõ chưa? Dạ, dạ rõ. Rồi chúng ta bắt đầu làm chân trước nha. Dạ rồi. Chuẩn bị action. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3, 4. Em ơi. 1, 2, 3, 4. Em ơi. 2, 3, vô tay. Lẹ quá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Em biết nhảy gì lắm. Nó vô nhịp, nó phải vô nhịp. Em làm cái gì vậy? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Lại thầy ơi. Dạ. Thằng bé này nó không có tố chức nhảy thầy ơi. Mình sáng tạo được không thầy? Mình phải nhấn một cái. Được không bạn? À, tùy sáng tạo của các bạn. Dạ. Nhưng các bạn không làm mất đi cái chất của dân tộc. À, đúng rồi, sẽ nhẹ nhẹ đúng không thầy? Trước khi chúng ta múa, chúng ta sẽ chào khán giả bằng điệu chào của dân tộc Khmer. Dạ. Chào các bạn, xin mời các bạn à. 1, 2, 3. Rồi các bạn chuẩn bị nha, đếm nha. Rồi chưa? 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, vô. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, vô. 1, 2, 3, tay ra. 1, 2, 3, tay vô. 1, 2, 3, tay ra. 1, 2, 3, tay vô. 1, 2, 3, tay ra. 1, 2, 3, tay vô. 1, 2, 3, tay ra. 1, 2, 3, tay vô. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi. Mình sẽ nhặt đen ra. Các bạn chào trước rồi chào. Chưa. Em ơi. Có ổn không? Nó giận chưa, để người ta sửa nhạc nè. Ok. Có sớm không? Vô là phải phiêu liền chứ. Không, vô người ta đứng đàng hoàng. Ra người ta em đi. Ra dễ quá. Đi à, chào đi à. Không có đảo chân qua hai chân thì hai ba. Chị. Ok rồi. Hai ba. Đó. Nha. Ủa bác Diệp sao nè? Ủa vô chưa? Vô chưa? Vô rồi, vô. Ủa vô chưa? Vô. Ủa? Ủa sao chậm vậy? Nói cho bên này, đúng rồi đó. Trời ơi, cái này là nghề của anh mà. Đúng rồi, cái quay đúng rồi đó, đúng rồi đó, ok. Hey, hey, hey. Đi em đâu, đi em đâu. Ủa, hey, hey, hey. Được, được. Hey! 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 Trời, có vậy nữa hả? Hey! 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 Rít.
đứng lên. Rồi cái gì vậy? Sắm đó. Trời ơi quá trời. Xin cảm ơn anh Hoan và các nghệ sĩ với điệu múa Saravan, điệu múa truyền thống của người Khmer. Tại chùa Seton, hàng năm diễn ra nhiều ngày lễ, trong đó có lễ Chon Cham Thermay, tức là Tết của đồng bào Khmer vào tháng 4 âm lịch hàng năm. Trong ngày Tết của người Khmer có rất nhiều hoạt động, trong đó có lễ hội té nước nhằm mong muốn mang bình an và mang may mắn về nhà nhân dịp đầu năm mới. Hôm nay, chúng tôi muốn các bạn trải nghiệm hoạt động mang may mắn về nhà và đó cũng là tên gọi game tiếp theo của chúng ta. Và bây giờ, xin mời các bạn di chuyển qua set game. Chole Mex Food, gia vị đủ đầy cho Tết sum vầy. Biết Sài Gòn cùng nhau làm nên Tết. Luật chơi game mang may mắn về nhà như sau. Ba thành viên của đội sẽ nằm xuống cạnh nhau và dùng chân truyền thao nước từ bên này qua bên kia. Thành viên cuối cùng sẽ dùng chân đổ thao nước vào ca. Sau 3 phút, đội nào mang về lượng nước nhiều hơn thì đội đó sẽ chiến thắng. Các thành viên của đội bên kia sẽ hỗ trợ múc nước cho đội đang thực hiện thử thách. Người này múc bằng chân luôn. Thôi, thôi, đâu ra. Thôi, đâu ra. Đâu ra. Múc bằng chân đi. Được nè, múc bằng chân nè. Nè, đó. Nè, đúng nè. Làm sao mà múc được? Mà múc vô. Được, được. Sao anh nằm vậy làm sao mà anh múc vô? Đâu. Không được. Có liền. Không có được. Cái người đầu tiên múc là phải nhúng cái đầu vô nước xong mới múc. Đấy, chơi luôn. Chơi. Chơi đi. Chơi. Chơi đi. Chơi. Chơi đi. Chơi đi. Chơi đi. Chơi đi. Chơi. Chơi. Chơi đi. Ủa gì vậy? Thôi. 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 Em Thôi. 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 Đấy chứ. Sha sha. Sao không cho tôi quýnh tù xì với con người mà cho tôi quýnh với con ngựa vậy? Con ngựa vậy? Nói đi, em ra gì? Ra vẽ, ra vẽ. Ok. Kéo tiếp, kéo tiếp. Kéo tiếp, kéo tiếp. Tiếp, kéo tiếp. Mày. Mày. Đập. Kéo tiếp nữa. Kéo tiếp. Anh hay vậy là quá. Anh tưởng mình hay lắm. Cho anh cứu cho. Để em múc cho, để em múc cho. Trời ơi trời. Ba người cứ làm lễ rồi đó. À, làm lễ. Đâu rồi? Ủa gì vậy? Trời ơi. Dạ con đã làm hình phạt cho hắn rồi. Vô, đứng ai, vô. Ù tay rồi. Làm lễ đi. Vô. Đây. Rít ra vô. Hoa sĩ. Ê. Ê. Rồi, giật tế thần đâu? Tế thần đâu? Đâu? Ê. Wow! Quá dở. Mãi dở, mãi dở. 3 phút của các bạn chuẩn bị. Ok. À! 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 Ủa hạn hán hả? Để sẵn cái gì đi quên. Rồi. Xoay người lại, xoay người lại. Cố lên. Chưa, 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 chưa. Trời ơi, trời, trời, trời ơi. Nổi chưa, nổi chưa. Chưa chơi mà. Ủa sao chưa lên chơi. Lên, lên. Ôi thua là hình phạt lắc ghê lắm đó. Đây. Đây.
Ủa Thảo có lửa luôn hả? Ủa gì vậy? Ủa sao nó có cái lửa vậy hả? Năm số. Cái này cái thau với cái dồi sen. Năm số. Bốc lại đây, bốc lại đi. Năm số. Phá người kia cho anh chị Lâm ơi. Chuẩn bị chưa? Bắt đầu. Vô. Rồi sao đưa chuyện? Anh, đưa quá cho anh đi. Không có được đâu. Ây da, ướt. Ây da. Vỗ tay mà đâu ơi, cố lên, cố lên. Cố lên. Còn đầy lắm anh nha, đầy lắm. Rồi, đổ qua, đổ qua. Oh. Quá trời. Hey. Tiếp chứ, tiếp chứ. Nhiều nước chưa? Trời ơi. Nghe quá. Thôi. Nước sông miệng. Nước sông miệng. Trời ơi. Ủa? Sao anh theo nhu cầu khán giả quá? Có chơi câu giờ quá. Ok chưa? Ê, anh trời ơi. Đi xây. Đây nè. Dạ. Lấy ca. Lấy ca luôn. Nó rồi, nó rồi, đưa vô. Nó nói kìa ông Hoàng. Trời ơi. Trời. Trời ơi. Trời. Thôi, trời ơi. Rốt đàng hoàng giùm tôi đi, trời ơi trời. Rốt đàng hoàng giùm tôi đi, trời ơi trời. Trời ơi. Tập trung lên đây. Rồi, rồi. Tập trung nha. Tập trung, tập trung. Ây da. Cũng anh nữa. Chơi vậy là mình khỏi cần chơi luôn. Rồi, tập trung lên đây. Lẹ đi. Theo đúng lứa rồi. Sao mấy bạn này ngộ quá vậy? Để tôi khô đi. Có chừng này lấy làm gì trời? Trời ơi, chơi ân gian quá. Ok. Chơi hay nha. Chơi hay nha. Chơi hay nha. Anh Lan! Đừng ơi! Trời ơi! Ai vậy? Tỉnh dậy em ơi! Tôi đây, tôi đây! Nhanh lên hết giờ rồi! Cố lên! Nước đâu nữa mà để qua đây! Đổi đâu? Đổi đâu? Trời có chừng nước không được bằng nước lâu gì mặt chết luôn. Rồi. Đàng hoàng đít ơi, sao vậy? Đó em. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chán ghê luôn. Mẹ. Không có hy vọng. Ủa tay ơi. Thôi để anh đào cho, để anh đào cho, để anh đào cho. Các bạn còn 30 giây. Trời ơi. Cái gì vậy ơi? Qua luôn, qua luôn, qua luôn. Đây đi. Quy xin ra quy. Qua đi anh nhé. Đúng rồi, đúng. Yeah, yeah. Qua đổ luôn, qua đổ luôn. Rồi anh cầm rồi xin. Wow. Cố lên, cố lên. Rồi, qua, 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 qua. Cố lên. Thao cuối cùng. Đó. Wow. Hết giờ. Mình khó không chuyện rồi. Mình làm được hết, cố lên quá nha. Quá trời. Cố lên. Quá trời. Để chậm chưa? Đừng có làm cho anh á. Tập trung đi. Ngồi xuống đi. À. À.
Cố lên. Ê, 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 ê. Giọt chi? Lại, còn. Qua đây. Qua đây hả? Ok chưa? Ok. Trời. Anh chết đàng hoàng. Anh để đàng hoàng mà. Rồi, ok chưa? Ok. Rồi. Ok. Rồi kể hãy. Hay quá. Ok, hay quá. Qua wow, Hiếu ơi. Hay quá. Gãy đổ à, yên tâm đi. Tới Hiếu là gãy đổ. Hay thật. Hiếu không thấy được. Ôi gì đây? Ôi gì đây? Go! 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 Tập trung đi em ơi! Tập trung đi! Để mình hiểu, để mình hiểu! Đi! Đó, đúng rồi, đúng rồi! Để, lên! 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 Ok chưa? Tết! Ok! Ôi yeah! Rồi! Tập trung nhiều lên! Tập trung ơi! 3, 2, 1, ok! Trời ơi, sao đổ trơn vậy? Lại! Hay quá trời! Được! Hay quá Hiếu ơi! Hay quá! Sát vô cường, sát vô! Ok rồi! Rồi đưa chân qua! Để đây nè. Trời bắn hết lỗ tay em rồi. Rồi ok đây. Tôi lỡ. Hay lắm. Nè 1, 2, 3. Trời ơi, thưởng nha, giỏi. Hiếu ơi là Hiếu. Lại. Hiếu ơi là Hiếu. Lại. Em vô dụng, lại, em vô dụng quá, Hiếu ơi. 1, 2, 3. Trời ơi, Huy ơi. Trời ơi, Huy ơi, dở quá. Lẹ vô, Hiếu vô đi, Huy ơi, Huy ơi. Nè. Rồi, Hiếu vô nè. Ok. Đừng phá tôi thích ơi, để cho người ta chơi ơi. Rồi tiếp. Tiếp. Đưa tao đây. Em làm gì đổi tôi? À, em làm gì đổi tôi? Hay quá. Hay dữ trời. Rảo quá phải không? Hết giờ. Ok. Trời ơi sao? Hiếu ơi dở quá. Trời. Các bạn còn 1 phút. Trời ơi vậy? Về có đôi dép vậy? Chị hay nha. Gì vậy? Chứng tạo cho gì vậy? Trời ơi, Lâm đem đúng ngay cái chỗ con đường thiên lý rồi. Có sao không? Vô. À, hết giờ. Mình nhấn đúng thời gian đi. À, như vậy kết quả đã rõ ràng, đội nào là đội chiến thắng hả? Yeah. Lê Du Lâm và Hiếu thứ hai ai đẹp hơn? Trung đội mà sao hay ra dễ quá. Đội chiến thắng là Dương Lâm, Hiếu thứ hai và Ngô Kiến Huy. Chúc mừng các bạn. Với game Mang May Mắn Về Nhà, các bạn đã chiến thắng và phần thưởng của các bạn đó chính là một cây mai. Wow. Chán kìa, cho cái gì á?
anh mới chơi gì vậy? Người ta chơi đàng hoàng đó. Anh Tuấn nè, hiền quá hả? Anh ăn nhất á, anh chơi dở nhất. Tại anh đỡ qua là ok đi. Không, vàng nhất. Đúng rồi, rồi. Anh già mà anh không vậy. Vậy 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 vậy. Gãy đầu ngồi. Ly. Anh mà Ly. Ly hay Giang Quýnh. Và không có chương trình nào đã bằng hai ngày một đêm. Hai ngày một đêm. Tự do tự do. Chole Mac Food, gia vị đủ đầy cho Tết sum vầy. Ủa cái gì đây? Đẹp không? Đẹp quá. Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hát vang đậu đàn. Qua dịp cầu tre qua mấy con đê nối liền tỉnh quê. Dạ anh ơi. Ủa sao vậy? Dạng lắm chim vậy, dạng lắm. Trời đất ơi. Lì vậy? Con chim có phải con trâu đâu mà lì vậy? Đã đến nơi rồi. Chào mừng các bạn đến với rừng tràm trà sư. Rừng tràm trà sư là khu rừng ngập nước tiêu biểu của vùng Tây sông Hậu. Nơi đây có nhiều loại động thực vật quý hiếm nằm trong danh mục được bảo tồn. Tại rừng tràm trà sư này, chúng ta sẽ có một buổi ăn trưa đậm chất miền Tây. Nhưng để quyết định đội nào sẽ được ăn thì chúng ta sẽ thực hiện một thử thách. Chơi gì vậy? Thử thách có tên là Mang niềm vui về nhà. Đội nào chiến thắng thử thách này, ngoài bữa ăn trưa ngon còn nhận được phần thưởng đồ trang trí Tết và pháo hoa để góp phần cùng nhau làm nên Tết của chúng ta. Mỗi đội sẽ cử 2 thành viên trả lời câu hỏi của chương trình theo dạng liệt kê. Các bạn có thời gian 1 phút để liệt kê. Thành viên còn lại sẽ đeo tai nghe và được đưa vào khu vực chờ. Sau 1 phút, thành viên trong khu vực chờ sẽ ra và trả lời lại câu hỏi đó. Thành viên có câu trả lời trùng khớp với câu trả lời của đồng đội thì được trả lời tiếp. Nếu sai thì 2 thành viên còn lại bị ăn roi. Cấp độ roi sẽ tăng dần. Mỗi đội có tối đa 5 lần sai. Sau 5 lần, đội nào có nhiều đáp án trùng khớp thì đội đó sẽ chiến thắng. Quán tù xì đi. Xù xì đi. Đừng có ai thua cho trước. Mời. Thôi em quán tù xì dở lắm, để anh. Trời ơi. Đừng có hỏi em ra cái gì. Hồi nãy cũng anh đốc mà mình thua đó. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Trời ơi. Thua rồi. Đội của Dương Lâm, Ngô Kiến Huy và Hiếu thứ hai là đội chơi trước. Dạ. Yeah. Yeah. Bây giờ, thành viên nào sẽ ra khu vực chờ ạ? Là phải thông minh đó nha. Thông minh là tôi nghĩ là Ngô Kiến Huy. Anh Huy sẽ chạy xuống kia nha, anh mà sợ là tôi bị quýnh đó. Yên tâm để anh. Nói về hiểu ý thì ai qua anh nữa. Đúng mọi rồi. Người thở là anh biết món ăn gì rồi. Trời ơi. Hiếu ngày xưa đi học là em học sinh gì? Em học sinh giỏi. Sinh giỏi, tại sao lại Hiếu thứ hai còn Hiếu thứ nhất giỏi hả? Thì tại vì nó giỏi hơn em thôi, chứ trời, em giỏi. Em đã từng làm liên đội trưởng cũng như là hạ lớp phó trật tự trong lớp. Cho nên giỏi lắm. Cho nên giỏi lắm. Lớp phó trật tự thường học dở. Sau đây là câu hỏi dành cho lớp phó trật tự và học sinh giỏi. Nếu mua quà tặng vợ hoặc bạn gái, bạn sẽ mua những món gì? Nước hoa. Áo. Quần. Dài. Túi xách. Kem trộn. Kem trộn. Sao ơn. Trời ơi. Son. Mascara. Trời ơi. Gì vậy? Thuốc đau bụng. Trời ơi, vô nghĩa. Nha. Vô nghĩa. Nha. Xe. Vô nghĩa. Học son. Vô nghĩa. Gà đá. Tặng vô nghĩa. Xi me. Tặng gì mà con. Xi me là cái gì? Đây là cái lá. Cái lá. Bông tai. Bông tai. Sữa cho con. Đồ đi chơi. Ngủ. Tặng cho vợ. Sữa cho con. Sữa cho con là tặng cho con. Đồ ngủ. Đồ ngủ. Siêu xe. Siêu xe. Siêu xe. Điện thoại. Tóc giả. Là lông nheo. Trời ơi, tặng lông nheo. Hồi nãy mới kêu ra rồi. Skin care. Sữa rửa mặt. Ủa Hiếu coi trời không? Sữa tắm nắng. Sữa tắm trắng. Đồ giả lộ. 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 Hết giờ. Hết giờ. Tiếc quá. Tiếc. Chảo. Hết giờ. Linh chén. Hết rồi. Đồ ăn. Đồ ăn là cái gì? Là trái cây. Đồ ăn là cái gì? Trái cây tự nhiên. Ủa sao tặng cho bạn mà. Hết giờ.
ồn ào. Ủa thì tặng cho vợ cho trái cây đi đi thăm bệnh hả? Ừ, trời, giờ em thích ăn trái cây, giờ em thiếu trái cây thì hả tặng trái cây. Xin mời Ngô Kiến Huy lên đi ạ. Xin mời Ngô Kiến Huy lên đi ạ. Huy, dạ. Em đang có những người đồng đội vô nghĩa. Xin mời đạo cụ. Thôi, thôi. Nó khùng quá chị ơi. Anh em, dù trả lời đúng hay sai, chúng ta vẫn là anh em chứ hả? Chúng ta vẫn đẹp trai số 1. Đúng. Trời lông gà cái chiếu. Ôi, ơi. Thôi cái chiếu không hên, nó Tết như nào bớt đem chiếu ra giùm em đi. Đưa em đây, đưa đây dạ. Mà. Đưa đây. Trời ơi, cái chổi gà nó quýnh đau nha. Trời ơi, cái chổi gà nó quýnh đau nha. Đau lắm đó. Đánh sao anh nhớ chỉ tụi em nhé. Anh mẹ lên, không sao. Đây là câu hỏi dành cho Huy. Ừ. Nếu mua quà tặng vợ hoặc bạn gái, bạn sẽ mua tặng những món gì? Ừ, hoa. Yeah. Có. Một rồi. À. À. Sao? Sao? Thôi quýnh thiệt, quýnh thiệt bà con ơi. Một rồi hả anh? Một rồi. Đánh ngang hay đánh dọc nè? Sao mới nổi á? Hãy nghĩ tới hậu quả về sau rồi tính. À vậy hả? Ok. Sao không nghĩ là hoa? Phải nghĩ những thứ lớn lao hơn. Tiếp đi anh, tiếp đi anh, tiếp đi, tiếp đi. Hộp sọ kim cương. Đó, vô tay. Sổ hồng sổ đỏ. Sổ hồng sổ đỏ quánh. Có cái nhà. Là nhà đó. Chấp nhận đáp án. Nhà. Nhà. Tại okay. Vì nhà, có sổ rồi, có nhà chưa. Đúng rồi. Khó quá. Ừ. Khó quá hả? Chấp nhận đáp án. Nếu mà tặng người yêu nữa thì còn cái gì ngoài một chuyến du lịch nữa? Sổ hồng sổ đỏ. Hai rồi. Hai rồi. Rít, rít. Một tấm hình. Rít. Bên đội em không có lãng mạn gì đâu. Ok vậy. À. Nếu mà một người như em thực dụng như vậy, tiền không có luôn. Không mà tặng quà. Ba rồi. Trời ơi, là trời. Trời ơi, là trời. Đào quá thấy lòng cái bài không? Yeah. Tại sao đừng nói như vậy? Hả? Vô trời đi vậy? Con sao gì quýnh con hoài vậy? Hả? Nói đến mày là mày là muốn đánh mày hả? Tặng cái gì? Tặng quà đi. Trời ơi, quà. Nhân cái ngày mà em bị quýnh á, anh tặng em gì? Ngày mà em bị quýnh, anh tặng em sự yêu thương. Anh tặng em sự yêu thương. Yêu thương? Quá. Đúng rồi. Cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mấy người tặng gì ngộ vậy? Anh mới ngộ á, anh mới ngộ á. Tặng yêu thương, tặng khùng, tặng điên vậy. Em suy nghĩ đồng đội của em, tại vì Lâm nó dị hợm lắm. Thằng Hiếu lãng mạn nè, Lâm em tặng gì có gợi ý không? Em tặng cho một cú đấm tác giả. Tặng vợ yêu, tặng cái gì? Huy. À, nói cái gì nữa, anh già đó rồi, tặng ô tô chứ gì. Yeah. Trời ơi, thấy chưa? Đó đó. Anh vẫn chơi mọi người ơi. Cứ phát huy giùm em. Tặng thêm cái nữa nè. Túi đồ hiệu. Hay gì ta? Đồ mỹ phẩm đồ không? Có luôn. Có luôn. Đó. Ê. Đã mỹ phẩm rồi. Ê, thì... ê, ê, ê. Quần áo đẹp. Quần áo. Đó. Đó. Thiết bị công nghệ nói chung. Nói chung là cái gì? Điện thoại. Nhỏ này. Có điện thoại mà. Mượn ơi. Tao tiếng quá à. Alo. Son môi. Có luôn. Có luôn. Bông tai. Có luôn. Có luôn. Đồng hồ. Không có đâu. Năm rồi. Năm rồi. Trời ơi. Hai. Trời ơi. Giờ là cơ hội ta sẽ trả chù. Tôi xin phép được đoán à? Không, để anh đoán cho. Trời ơi. Sẵn sàng chưa? Anh sẽ lấy người xuống dưới. Dạ. Yeah. Đau đớn để anh lo cho. Ok. Dưới có gì đâu đau đớn. Ủa anh Giang. Anh ơi. Trời ơi. Câu hỏi của các bạn là
hãy liệt kê những hoạt động ngày Tết mà bạn thường làm. Một phút nấu bắt đầu. Nấu bánh chưng, bánh tét. Lên đi! Anh nấu thì không học dịch. Coi múa lân. Mặc áo dài. Hát karaoke. Đi chụp hình. Đi chúc Tết. Lấy lì xì, nhận lì xì, chúc, đưa lì xì cho anh ta nữa. Rồi, đi chơi lô tô. Bầu cua tôm cá. Mặc áo đẹp, quần đẹp. Đi sắm đồ. Đi sắm đồ. Chúc Tết ông bà chưa? Chúc Tết ông bà. Đi đâu, đâu? Đi đảo mộ. Đưa ông táo vào trời. Gì làm lễ gì vậy? Ba mươi. Làm lễ với ai chút nữa? Làm lễ. Làm lễ giao thừa. Lễ giao thừa, cúng giao thừa. Rồi. Làm cùng kiệu. Làm cùng làm điên. Gấp được có một cái áo. Coi hề. Coi hề vui vẻ. Rồi xong. Hết giờ. Xong chưa? Xong rồi. Hoàng hậu giao lâm. Trời ơi. Đã khen cho hai con tiểu nô tì. Ôi. Đã đánh nát cái đít hai tụi tôi. Thì ra đây là đây chính là Lâm Công Công à? Không. Ta là Gia Mung Mung. Gia Mung 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 Dung Ma Ma. Ta ban cho hai người một cái phụng bào. Dạ. Lục tì tì. Yes. Bên trái. Ok. Blue tì tì bên phải. Đúng rồi. Hắc công tử quỳ xuống. Để ta tự nguyện. Ba nằm. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Làm cho tôi là rác mà vậy. Tôi trà vậy. Chí mà. Dọn tụi tôi luôn cái gì. Câu hỏi dành cho Trường Giang là: hãy liệt kê những hoạt động ngày Tết mà bạn thường làm. Trời ơi. Nấu bánh chưng bánh tét. Đúng chưa? Đúng chưa? Cái câu hỏi liệt kê mà liệt kê thoải mái thì ở đây không phải là dễ hay khó mà là hiểu ý nhau. Ăn ý nhau. Bao nhiêu hay không? Được. Sau khi mình nấu bánh tét bánh chưng, dạ, mình làm kiểu xong mình phải làm mứt. Một cốc nè. Ban thưởng. Rồi đầu đâu chờ lên. Sẵn sàng. 3, 2, 1. Ủa, sao cơm thêm vậy? Có đâu. Sao Quy cơm thêm vậy? Không có. Rồi. Em phủi. Chưa đâu, tao đỡ ngồi ở phía trước. Sau khi mình làm mức không thành công. Nào được. Thì mình phải dọn dẹp nhà cửa. Thôi trời. Trời ơi. Ủa sao nhà ở dơ vậy? Trời đâu đâu, trời lên. 3, 2, 1. Sau khi mình dọn dẹp nhà cửa là mình không dọn luôn thì mình phải đi tảo mộ. Dạ đúng, có tảo mộ. Có tảo mộ. Giỏi quá. Đúng chưa? Lì xì. Có. Chúc Tết. Có. Rồi mình phải mở tiệc ăn mừng. Nhắc. Nhắc. Không có. Không có nhắc gì đâu. Nhắc gì? Đừng có nhắc. Không có nhắc. Em phải ăn nhắc nữa nè. Không có nhắc. Không có nhắc. Mình phải ăn uống sum vầy với gia đình. Ủa. Ba rồi. 3, 2, 2. Ủa? Trời ơi, Dung Ma Ma thay đổi. Chưa có đánh. Ra vậy sao không đánh chạy nữa đâu, Dung Ma Ma ơi. Nói cho mày là tấm đánh mày nè. Nói cho mày là không Dung Ma Ma. Thôi cho mày. Còn cái nữa. Rồi, nó đổ vô mày. Nó tùy biết lỗi. Trời ơi. Nó thì có lỗi. Sau khi gia đình mình không ăn uống á, thì mình phải đi chơi Tết. Đi chơi Tết. Chơi gì? Chơi sao? Năm ông bà. Lô tô hay gì? Đi chơi chứ mà là chơi môn mà. Gì? Môn gì luôn anh? Hả? Rồi cụ thể thôi, mình cụ thể thôi. Mình em kể hết rồi. Mình chơi bầu cua tôm cá đây gà rồi. Yeah. Mình phải đi coi ca nhạc đồ. Coi ca nhạc. Có. Bốn rồi. Bốn cái. Bốn rồi. Rết. Dạ. Nói cho mày là muốn đánh. Muốn đánh mày à? Cái gì mẹ đánh con? Dạ gì? Nào mới số mà. Thôi tụi bay. Nói cho hai tụi bay. Nói cho hai tụi bay là muốn. Nói cho hai tụi bay là muốn đánh mày. Hiểu. Nói cho mày. Mẹ dữ quá. Không dám nói. Trời. Ăn đi, đồ ăn đi. Im. Mình phải làm thì không dịch mình ăn. Yeah. Có không? Có. Đó. Mình nấu thêm nồi phú qua mình ăn. Năm rồi. Khổ qua luôn. Tới.
Khổ quá luôn. Anh nhảy quá. Đúng rồi. Khổ quá. Khổ quá. Hiểu thứ hai. Hiểu thứ hai. Dạ. Đỡ vậy. Trời ơi, em thương á. Dạ. Mà mẹ không cho. Xong tấu đi. Xong tấu à. Đỡ. Nhất đánh. Khổ quá. Khổ quá gì nữa. Bánh tét. Bánh tét. Bánh ấy. Bánh ấy. Ấy ấy. Nói lần cuối nha Tuấn nha. Dạ con biết. Anh em như thể gì? Dạ anh em như thể ta chân. Đó làm lần sao? Đỡ đần. Bầu ơi sao? Bầu ơi ta lấy bút cầm cho nó hai cổng như cái bồn vàng. Sao đánh mạnh vậy? Em không biết dạ. Tại vì lúc đó cảm xúc em mạnh quá. Trời ơi là trời. Nào quá thấy lòng cái bài không? Năm rồi. Trời ơi. Trời ơi. Một lần nữa nhớ nha. Em mới là anh bị liều. Cây không? Anh cảm nhớ. 3 cây rồi. Đủ rồi, làm lần. Dư rồi. Đạo nha. Để coi cái quả ai đúng nhiều hơn nè. Xin mời các bạn về vị trí. Đội Trường Giang các bạn trùng khớp được 7 đáp án. Trời ơi, đã vậy. Đội của Ngô Kiến Huy các bạn đoán bao nhiêu? Hình như 6, 8. Các bạn đoán được 9 đáp án trùng khớp. Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Từ từ em lòng mặt vô cái. Trời cái trò này quan trọng là phải hiểu ý đồng đội. Hiểu ý đồng đội. Dạ. Không bên nữa. Cái câu hỏi liệt kê mà liệt kê thoải mái thì ở đây không phải là dễ hay khó mà là sự ăn ý nhau. Trời ơi là trời. Anh nhường đó chứ. Con Jennifer nó đâu có xui. Đúng rồi. Chủ yếu là do mọi người chơi dở thôi. Wow. Hiểu rồi, em hư quá, hiểu rồi. Em càng ngày em càng hư. Em đi Dương Lâm biết em hư hết trơn. Chúc mừng đội Dương Lâm, Ngô Kiến Huy, Hiếu thứ hai. Các bạn sẽ có một buổi ăn trưa ngon miệng. Trời ơi. Nói gì nữa, Xuân đã đến bên em. Giáng xuân thật đẹp. Xuân đã đến bên người. Thôi, giảm cân đi nước. Cùng nhau ăn cơm chưa? Này phải giảm cân đón Tết. Đúng rồi. Tụi em ốm lắm rồi. anh giảm một năm rồi đó mà chưa thấy mình xuống cái nặng luôn. Mở miệng là giảm, mở miệng là giảm. Bây giờ, trên đường vào chỗ ăn trưa, các bạn sẽ đi qua khu rừng ngập nước ở rừng Tràm Trà Sư và thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi đây. Yeah, đi thôi. Đi thôi. À, này mày nói đi. Ok. Hả? Tiếp tục vậy, tiếp tục. Tiếp tục nè. Những người kia đã đi rồi, nhưng còn tụi tôi, đây là Dương Lâm. Đây là Kiều Minh Tuấn. Và chúng ta đang xem chương trình hấp dẫn nhất Việt Nam. Chương trình 2 ngày 1 đêm tự do, tự lo. Yeah! Hảo tình thân, muôn phần hạnh phúc. Cùng Hảo Hảo ăn Tết tuyệt hảo. Tụi anh đi nghe. Bye bye. Ở nhà bảo trọng nghe. Tưởng là cho đi không về hay gì. Anh ơi, sao thấy giống như đi ly biệt vậy? Anh đi đâu vậy? Tạm biệt. Không biết bao giờ mới gặp lại các em. Rừng Tràm Trà Sư là nằm ở ấp Văn Trà, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Nguyên cái khu rừng này có diện tích là 845 hectare. Thì hệ sinh thái ở đây rất là đa dạng, gồm 140 loài thực vật và 70 loài chim. Thì mình nhìn đây là những cái tổ chim nó đang xây chung cư trên những cây tràm đó anh. Xây chung cư. Wow. Là mấy cái đốm đốm đen đen đó ha. Dạ. Đó, những cái đốm đốm đen đen nha mọi người. Đó là dạ, tổ chim thì, nha mọi người. Đây là tổ của cò ha. Thì ban ngày thì con cò nó sẽ đi ăn, sau đó sẽ quay về. Ủa em ơi, sao người ta nói là con cò mà đi ăn đêm mà. Chỉ có con quạt nó đi ăn ban đêm thôi anh. Con cò là không bao giờ đi ăn ban đêm. Vậy mà tới con cò mà đi ăn đêm, đâu phải cái mềm lồ cổ xuống ao. Con màu đen được gọi là con còng cọc ha. Con còng cọc cái chân nó sẽ có cái màng bơi. Thì khi mà nó đã lặn bắt cá ăn no, cái diều của nó bự ra, nó sẽ bay lên trên cái cành cây nó đậu như thế này đây ha. Thì có con á thì nó sẽ bay về tổ và cho mớm mồi cho con của nó. Trời ơi, lục bình có qua kìa anh. Qua lục bình ăn được á. Ăn mà bông lục bình ăn ngon lắm chứ. Con tím á. Còn dưới này là bèo cái. Bèo cái hay còn gọi là bèo tai tượng anh ha. À, bèo dạ. Tai tượng.
đây á, thì chàm nó sẽ đổ mái nghiêng anh. Nó nghiêng như cái mái nhà ở dưới là bèo cái rất là nhiều. Mình chẻ đôi mặt nước mình đi à. Này dưới nước không biết có con gì không ta? Cá. Có cá hả? Cá thôi anh. Cái này là bạch đàn nè bé ơi. Dạ. Dạ, cái này là cái bạch đàn nè. Đúng rồi. Vỏ của nó là mình làm giấy anh. Đúng rồi, đúng rồi đó, cái vỏ đó. Dạ. Hoặc là mình lấy mình nhúm lửa anh, mình nhúm lửa rất là bắt. Cái này là thường là trong một năm á là tháng mấy là du lịch mình rộ nhất em? Dạ mùa nghỉ hè đó anh. Nghỉ hè. Dạ với là diện những dịp lễ và dịp Tết. Mà du khách là thường là ở đâu nhiều nhất em? Dạ ở miền Bắc rất là nhiều anh. À vậy hả? Bắc rất là thích vào đây tại vì chim cò rất là ở đây rất là nhiều anh. À người Bắc thích là rất thích vào đây. Dạ thường thì đến đây thì có miếu bà chú xứ là tâm linh, là khi mà đến đó thì khách sẽ có một điểm nữa là đi sẽ vào trong này. À. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái nơi để chúng ta gọi là hoạt động. Hoạt động. Okay. Chẳng hạn như là ăn trưa nhẹ ở đây. Này hoa điện điển nè anh Huy. Hả? Điện điển nè, màu vàng đó. Mình ăn lẩu mắm đó. Hoa điện điển hả anh? Ủa nó nằm dưới đất chứ. Đây tới rồi mọi người ơi. Wow. Giờ ăn lên rồi, Đồ ăn ngon. Rít. Rít. Em bị sẵn nắng hả rít? Là ôm cột đi rít à? Ủa sao vậy? Sao mà em được ăn chứ? Em là người thua cuộc mà. Bây giờ nè, anh chỉ cho mọi người ăn nha. Anh ơi, cái miếng này anh xài từ cái tập 1 không ăn cừ. Mà bây giờ nó qua mùa 2 rồi anh cứ chỉ. Nó mắc cừ chỗ nào? Thôi. Thôi cho ăn đi. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Đúng. Đừng nói anh em vậy. Anh thấy anh đeo Jennifer thì anh thấy nó tới chưa? Thu như quỷ. Thu lắm. Dạ thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng đến với cái đoạn clip ảnh nói lúc ban đầu hồi sáng. Câu nói chính xác ảnh là con Jennifer này không có xui, do người chơi chơi dở. Đúng rồi. Nó có tội lỗi trong chuyện này cả. Chỉ là các anh chị em chơi dở thôi rồi đổ lỗi cho nó. Ảnh chắc hay. Ủa đậu nào vậy? Bây giờ mình thưởng thức đi ha, ba anh em mình thưởng thức. Rồi. Đây là toàn là những món mà em chưa vừa ăn luôn á. Trừ con gà với con cá rồi. Anh giới thiệu cho nha. Ok anh giới thiệu đi. Đây là cá lóc nướng chui. Wow. Đúng một món. Kính thưa ba anh, thì tụi em có vũ nữ chân dài. Vũ nữ chân dài trước. Ăn đi cưng. Ok. Ăn lên em người cái đây. Rít, em có muốn ăn thử cái này hay không? Dạ em rất muốn ăn thử à. Anh Tấn, anh muốn ăn thử không? Bây giờ là ăn vũ nữ chân dài cho nên nếu như đội bên kia ai mà có thể biểu diễn thành những cô gái gọi là vũ nữ chân dài. Tôi thấy mắc cười hoặc là tôi thấy gọi là giải trí tôi sẽ cho một con. Có ai xưng phong không à? Khi nào mà thấy mắc cười? Tôi dễ cười lắm. Mời Kiều Minh Tuấn ra biểu diễn vũ nữ chân dài. Sẽ được chụp cái cột vào. Kia, cái cột đằng kia. 2 3 tăng 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 tăng. Rít, em có muốn hạ mình để mà thưởng thức hay không? Em món khác đi. Em thích món nào? Em thích con gà. Con gà. Vậy bây giờ em hãy quá thân thành một con gà mẹ. Diễn tiểu phẩm cổng rắn cắn gà nha.
Ngày xưa có một con gà cõng một con rắn. Rồi sao nữa? Nhưng nó rất ghét cái con xà tinh. Đúng. Bởi vì con xà tinh này đuôi nó rất là ngắn. Rồi nó mới quyết định cõng con rắn cắn cái con. Không, nó phải giao lưu với con rắn đấy. À, giao lưu giao lưu đã giao lưu. Con rắn đu lên cây cái cây. Con xà tinh bị mù mắt. Rồi cho ăn đi bị thương. Rồi cho ăn đi bị thương. Tội nghiệp quá, dùng miếng đi. Trời ơi trời, cái gì mà vô tri vậy? Anh Tuấn ăn đi, một chén đi. Anh Tuấn là quá cố gắng rồi. Bây giờ nhìn anh thấy gà cho hiểu ơi. Gia gốc đi ngoài ăn, không được ăn chung. Mama ơi, con phải ăn ở mâm dưới hả? Đúng rồi. Mâm dưới là dưới đây nè. Đúng, dưới cũng rồi xuống sàn. Để đậu lên. Để giao gì giao nô làm. Để làm cho. Trời ơi, lương. Quá là nhanh nhẹn luôn. Đúng rồi. Làm cho. Đây, nào á. Ghê chưa? Giao nô. Đi xuyến con kêu à. Không được đi trước mặt. Không, đúng rồi, trước mặt hổng. Rồi. Mời lên lên. Mở lửa lên rồi đi chỗ khác che mái của ta. Đây là món gì? Dạ, đó là rau chạy. Rau chạy. Ngươi hãy cầm cái dĩa này chạy đến khi mồ hôi ra cho ngươi ăn. Vậy thôi, con xin trả cái dĩa này cho quen. Không ăn thì thôi, chán ghê. Rồi, hết người đưa bé mới đẻ ra nó làm việc kìa. Trời ơi, ngồi nặng bấy gà người ta rồi. Lấy xương ra cho mọi người luôn bộ. Muốn gì? Mời anh Quy, cái đùi. Cái đùi đã. Mời anh Lâm. Đây, ngày vui hôm nay thì không thể nào thiếu những giọt men. Những giọt men hả? Lâm Đồng. Lâm Đồng có nhiều kỷ niệm. Hà Nội nha. Không vội được đâu. Đúng rồi. Quảng Ngãi. Quảng Ngãi mình quay rồi luôn. Quay rồi luôn. Quảng Ngãi Quảng Bình. Lý Sơn. Quảng Bình luôn. Là Sài Gòn. Ninh Bình mình đi chưa đó? Ninh Bình đi rồi. Anh sao? Anh có phải dàn cát không? Đúng rồi, nhưng mà bị lãng trí trung niên. Trời ơi. À. Mình vui với chấn động để chúc mừng ngày hôm nay anh em chúng ta xin là hạ xâm về với nhau. Đúng. Nói chung là năm hết Tết đến xuân về, chúc cho anh em chúng ta sức khỏe quan trọng nhất. Đúng. Dạ. Chúc cho quý vị khán giả là luôn là mạnh khỏe. Rồi. Chúc cho chương trình thành công tốt đẹp. Rồi. Chúc cho chương trình thành công tốt đẹp. Rồi. Quá đẹp. Tuyệt quá. Trời ơi, cá linh kìa anh. Úc một cái nó ngon gì đâu. Trời ơi, cho miếng mồi đi. Khoan. Đội thua không được ăn. Đội thua, các bạn muốn được ăn thì phải chịu thử thách từ đội thắng. Là thành viên đội thắng sẽ dùng cù trỏ chấn vào đùi đội thua trong vòng 10 giây. Các bạn không la thì sẽ được ăn. Để tôi. Hành trình của chúng ta còn dài lắm. Đúng. Còn dài lắm. Đúng. Thưa quý vị, vậy bây giờ chúng ta cùng đến với trò chơi dòng xoáy đuôi non. Dòng xoáy đuôi non. Dòng xoáy đuôi non. Dòng xoáy đuôi non. Viết cho anh nha, viết dài cho anh. Bấm giờ cho em. Cho giãn cơ luôn. Bắt đầu. Anh ơi, em chưa làm. Anh ơi, chưa làm. Anh ơi. Anh bị liệu đau quá. Anh ơi. Thì anh liệu sao gì anh tráng vô đầu bằng cái mặt tan rồi. Không ai mà nắm đầu em vậy anh ơi. Rồi em phải từ từ thôi, dòng xoáy của em gấp gáp quá. Xoay kiếp người, dòng xoáy đuôi non. Rồi vô. Từ từ thôi. Anh không nắm đầu em nha. Theo cung bậc cảm xúc nha. Trời ơi, cái là nó nát hết rồi nè mọi người. Thôi là bay vô cái nồi luôn á.
tính là chưa thấy gì luôn á. Cái gì? Trời ơi, nó nhức cực hình. Nó là sao? Trời ơi, nó khó chịu lắm. Đâu, em anh làm em hơn. Đây nè. Em hiểu cảm giác của nó. Thôi, em chơi mạnh hơn. Đâu mạnh phải không? Để anh. Đâu mạnh nha. Thôi, thử coi, thử cái cảm giác. Thôi, em ơi. Ơi, sao vừa vậy? Trò chơi này chỉ có ở trong chương trình Hai ngày một đêm tự do tự lo. Vô, cái này ghê thiệt á. Ghê lắm. Nói thiệt. Mạnh hơn nhẹ đó. Bây giờ em làm cho. Bấu dùm hai đợt đúng rồi. Cái lên đợt này là nó lớn rồi, xương. Quên cái dài em, cái dài em. Anh nhân từ lắm. Anh làm nhẹ trước nha. Lỗi. Cái ngon á, nhai hình chung. Ok. Nó lớn rồi, nhai hơn. Chơi thế giờ. Vô đi. Trời ơi, tiếng là giống như tiếng chìm vậy. Coi chừng anh bật ra đằng sau đó. Bật nha. Ừ. Cẩn thận, đồ ăn đó, miếng ăn là miếng tồi tàn. Miếng quý lắm. Bắt đầu. Xoáy. Xoáy. 3, sắp được rồi, sắp được rồi, sắp được rồi bé ơi. 5, sắp được rồi bé ơi. Nè, bước lên. Đau lắm. Thấy mấy anh làm khổ không? Ủa, anh Giang đang ngồi đây cho anh Giang. Đâu có, anh thử coi nó vừa không. Thôi bây giờ phạt anh Giang luôn đi. Đúng. Tức là giờ để là được ăn đúng không? Đúng. Anh không ăn. Hết, phạt đi, phạt đi, phạt đi, phạt đi, phạt đi, phạt đi, phạt đi. Trò chơi năm xưa. Đúng rồi. Trở lại trường xưa với bao kỷ niệm. Cứ qua bên kia rồi đưa bên kia. Mệt quá, no giỡn no luôn rồi. Rưới vào đó. Rồi. Nặng một tí chanh vào cho nó chua chua. Ngon. Ngon không? Dạ ngon lắm luôn. Ngon nha, về béo phải ăn mắm, đậu mắm đường. Béo không? Béo á. Đó, chấm chấm này. Ngon quá, mời mọi người nha. Trời ơi, con cá nè. Ăn giá miệng đi anh em ơi. Cá nè nha. Cá đập dập. Ê, muối á, rắc lên đó luôn. Rồi, xuống đây trước đi ha. Ờ, xuống đây trước. Để anh tạo ra cái gì à, rắc muối đó. Chấm thêm vô, chấm mạnh vô lắm. Chào chào lại bữa ăn ngon ngày hôm nay. Quá ngon. Bữa ăn ngon ngày hôm nay chú ở trong chương trình Hai ngày một đêm tự do tự lo. Sài Gòn cùng nhau làm nên Tết. À, tới rồi. À, quá mệt. Ủa, thử thách nữa kìa. Ôi, có cái mẹt, chắc là cô tắm gì đây. Các bạn vừa đi qua cây cầu tre Vạn Bước. Wow. Đây là cây cầu đã được xác lập kỷ lục là cây cầu tre dài nhất Việt Nam. Wow. Và thử thách tiếp theo của các bạn có tên là mang trái cây về nhà. Luật chơi của thử thách này sẽ giống như luật chơi caro thông thường. Mỗi đội sẽ có một quân cờ là một loại trái cây. Lần lượt từng thành viên lên đánh quân cờ của mình. Sau 3 lượt đặt quân cờ xong, các bạn có thể đổi vị trí quân cờ của mình. Đội nào được 3 quân cờ thẳng hàng trước sẽ ghi được 1 điểm.
Đội nào ghi được 5 điểm trước sẽ chiến thắng thử thách này. Phần thưởng cho đội chiến thắng là mâm ngũ quả để góp phần cho hành trình cùng nhau làm nên Tết của chúng ta. Ba, hai, một, bắt đầu. Nhanh. Nhanh lên đâu. Nhanh. Ủa quá trời ơi. Lẹ đi đừng có giỡn nữa. Đập, lẹ đi đừng có giỡn. Lẹ ra liền luôn. Ủa phải đập tay á ha. Đập anh. Đơn. Nè cho kia ra chạy kia lại. Đơn. Ủa. Nè cho kia ra chạy kia lại. Ủa. À. Ủa. À. Xuân đã đến bên em, dám xuân thật đẹp. Xuân đã đến bên người, ba chạy thành lòng luôn nha. Ủa đổi được hả? Trời ơi, không biết chơi hả trời? Không biết chơi, không biết chơi. Lại nha. Tôi nản với Kỳ Vĩnh Tấn quá. Này nắm được là nắm, bán vô kịch cái bớ. Này nắm được là nắm, bán vô kịch cái bớ. Rồi chuẩn bị. Ba. Chưa. Ba. Chưa. Sao em hay vậy quá? Sao ba hoài chơi được không? Chị điểm một đi, chị điểm một đi. Em học là theo thứ số thứ tự đàng hoàng. Một hai ba chứ. Sao là ba chứ đừng có ba hai một. Một. Rồi. Hai. Ba. Nữa rồi. Hai. Ba. Nữa rồi. Ăn gian. Ăn gian quá. Wow. Em ăn gian quá. Đây để em chỉnh nó cho. Này chân gian quá. Rồi. Rồi đếm đi. Ê cái gì vậy? Vậy sao chứ? 3 2 1 bắt đầu. 1 bắt đầu. Đập tay. Lên. Lên. Lên nè. Anh Long lên đi. Anh Huy lên. Lên Huy. Trời ơi. Sao anh hiếp anh mà mọi người nhìn vậy? Là anh bị... Anh buông cái gì vậy? Anh bị siết cổ. Các em đã hiểu luật chơi chưa? Mới què người ta mà đặt lên. Ủa vậy? Lên giọng rồi đó. Chơi đàng hoàng ha. Chơi đàng hoàng, đàng hoàng đi. Đàng hoàng không kéo nha. Chơi thông minh trí tuệ. Thông minh nha. Chúng tôi chơi thông minh không kéo chèo nữa. Không kéo chèo. Kéo chèo. Ba. Hai. Căng thẳng gì chơi mà căng thẳng gì. Một. Bắt đầu. Bắt đầu. Lên. Đứng lại đây nè. Chẳng ơi. Ê, đưa trái cành là trái trời đây cho tôi. Đâu được đây ta. Ủa. Anh phải chặn cái kia chứ. Anh giấu người ta đúng rồi hả? Sao mà được. Cả em đã biết chơi chưa? Cái này không biết luật chúng ta ơi. Cái này là nhờ công nghệ em lại đây không biết luật nha. Đội Ngô Kiến Huy phạm quy lần một. Cảnh cáo, nếu một lần nữa là tính thua luôn thử thách này. Anh ơi. Anh tập chơi đi anh ơi. 3 2 1 ôm ra mình ơi. Chạy về Tuấn ơi, lại Tuấn, quan trọng là chạy về. Trời ơi, anh đừng có quan tâm, sắp rồi kìa. Chết. Chẳng, chết, đúng rồi. Trời ơi, anh còn xếp lại kể nữa. Kệ mà đi. Kệ mà chơi đàng hoàng mà. Thắng rồi. Trời ơi, anh còn xếp lại kể nữa. Kệ mà đi. Kệ mà chơi đàng hoàng mà.
Thắng rồi. Ủa thắng rồi. Thắng rồi. Anh chiếm lại chi? Anh không biết chơi, anh mới là người không biết chơi. Hồi nãy anh chặn là ngon rồi. Anh bị con Jennifer nó làm lú rồi. Không phải, nó đẹp, lên hình cho nó đẹp. Chị ơi, anh Lâm đạp vô này rồi sao ta chơi nữa? Đúng rồi, Lâm chơi hơn thua với em. Cái đó là bị trượt chân. Trời ơi. Đừng, ông trời ông nhìn thấy hết. Những đúng điều rồi. Xấu xa sẽ bị xấu thôi. Xa bài trừ. Lâm sẽ bị xét đánh. Xét đánh. Xét đánh. Lâm sẽ bị xét đánh ngang tay. Trời ơi. Kỳ ta, mình chơi đàng hoàng mà sao mình thua? Ủa, tôi thấy là không công bằng. Không công bằng. Chúng tôi còn vì cái sự thẩm mỹ mà chúng tôi còn sắp cái mẹt lại. Đúng rồi. Chứ tôi mà không sắp mẹt thì bây giờ hủi khói. Thì bây giờ hủi khói. Bên hậu đài đang thiếu người, tôi mời anh về. Bên hậu đài đang thiếu người, tôi mời anh về để mà phục vụ hậu đài. 3 2 1 bắt đầu. Ê, đẩy đồ đá rồi nữa. Đẩy đồ em đó. Lại đi. Ê, ê, ê. Cái này nó bị đẩy em rồi. Không, không rồi. Bị đẩy. Có ai mà được quyền tự đúng định rồi. Ban tổ chức ở đâu? Coi ban tổ chức ra cái gì nữa. Cái này nó bị chạy tới bắt ốc đây đi. Chung mâm. Không, không chung mâm. Tại vì á, tôi lại xuống trước. Em dài vừa vậy. Anh thẩm mỹ. Không mỹ. Ăn gian quá. Không có ăn gian gì hết trơn. Lần này do Dương Lâm tự ý dừng cuộc chơi khi chưa có sự cho phép của ban tổ chức, cho nên đội Trường Giang ghi thêm một điểm. Yeah. Công lý đang ở đây. Trời ơi. Chúng tôi không muốn chạy nữa, chúng tôi mệt rồi. Đúng rồi. Chúng tôi muốn bò lên. Rồi mời thử à. Giờ là chơi luôn đó. Thử đi, thử cho người biết. Thử coi người ta có ghi hình được không. Bò. Có ai biết không? Không. Dạ, tôi không rành. Đúng rồi, mời bò mẫu. Bò mẫu đi. Ồ, đúng là con bò. Ồ, đúng là con bò. Ồ, đúng là con bò. Thôi chạy đi, chạy gió lẹ. 3, 2, 1, bắt đầu. Ê, lên. Anh ê hoài à, Ủa gì? Ủa chơi gì kỳ vậy? Anh bị gì á? Anh Tấn không hiểu trò chơi luôn á Tấn. Trời ơi anh Tấn ơi. Anh Tấn ơi, anh chỉ được chụp một cái thôi. Anh đang cầm một cái thì anh không được chụp nữa. Ủa, thì tự nhiên anh để đây một cái thì bên nào chụp một cái. Ai mà chụp hai cái? Vì cái tội ai cũng hiểu. Ham ăn hốc uống. Chỉ một mình là không hiểu. Cho nên đội Kiều Minh Tuấn bị xử thua bàn này. Dựa, rửa tay. Ủa chứ trời sao? Anh đang cầm một trái là anh không ấy nữa. Còn chạy tay không lên anh mới sửa cờ. À vậy ha. Vừa rồi là ác mộng. Tỉnh táo lại. Anh không phải là hiện tại. Ok. Rồi, hiểu rồi đó, đi chơi. Không quên rồi đó nha. Ơi, khán giả, cổ vũ tụi tôi nào. Khán giả, cổ vũ tụi tôi nào. Ơi. Không ai cổ vũ hết trơn. Tiếng vô tay lẹt đẹt. Chém ghê. Lượt chơi tiếp theo chuẩn bị. 3 2 1 bắt đầu. Lên. Lên. Ủa? Dài quấy lẹ đừng có dòm. Trời ơi anh để đó sao ăn. Ủa sao ai biết? Lụm vô, yeah! Lụm vô, yeah! Điên khùng. Ăn rồi. Tiếp tục. Vừa rồi là ảo giác thôi. Em thua rồi, ảo giác thôi. Lên!
Về quay lẹ đừng có dòm. Trời ơi anh để đó sao ăn? Ủa sao ai biết? Lẩm nhẩm rồi. Ủa tỉnh lại có thắng không? Ảo giác thôi. Tấn ơi Tấn, cái lỗ này không để vô. Trời ơi kỳ quá. Em tập trung vô đội mình không ạ? Tới anh luôn hả? Anh ơi không, không, ảo giác không. Ý là đâu cái đó là hiện thực của ảnh. Ảo giác. Nguyễn Tấn chưa hiểu trò chơi. Sao, sao anh Tấn ơi? Không sợ địch mạnh chỉ sợ đồng đội. Rất ngu, rất ngu. Vô. Bây giờ vậy Tuấn chơi đầu tiên. Ok. Ba cái trò yếu. Ủa chơi đầu tư chứ nữa. Đầu tiên là lát lên sửa nữa đó anh. Lát anh sẽ sửa cho em thấy. Ok. Nhỏ không học lớn lên thành. Kêu mình Tuấn. Nhỏ không học lớn thành. Lê Dương Bảo Lâm. Ủa khán giả của anh kỳ quá. Kỳ quá. Nè khán giả của tôi này, vỗ tay cho đội em được không ạ? Wow. Người ta nhìn vào nhân cách sống họ vỗ tay. Đúng rồi. Còn thôi em đừng nói nữa. Ok. Còn thôi em đừng nói nữa. Ok. Chơi vợ nữa hoài. À. 3 2 1 bắt đầu. Sao lại phải đi lên cao quá? À. Trời ơi. Tưởng ơi là Tấn. Đây. Thấy em chưa? Mình biết chơi rồi. Dạ lẹ đừng có dòm, cứ dòm hoài. Mình biết chơi rồi. Chúng ta xài vô. Chúng ta xài vô. Chúng ta xài vô. Tống kìa. Ba, hai, một, bắt đầu. Một, bắt đầu. Sao cứ vậy hoài? Lẹ quay. Lẹ gì quay? Ê nhớ. Lết bé. Quay. Lên. Chạy về đi Hiếu. Chạy về đi mà anh lên. Lẹ em ơi. Lẹ. Chặn lại ơi. Lẹ quay ơi. Lẹ quay. Ôi anh chị. Trời ơi như vậy sao em biết. Lẹ nó làm như thế nào. À. À. Ủa. À. À. Ủa. Ủa sao chơi vui vậy. Lẹ. Tỷ số hiện nay đang là 4-0. Nhờ anh á, nhờ anh hết. Ba, hai, một, bắt đầu. Chơi lên, chơi lên, chơi lên. Tấn, 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 tấn. Lên, lên anh ơi. Lên. Xuân đã đến bên em. Trời ơi. Đón xuân thật đẹp. Trời ơi. Đón xuân thật đẹp. Xuân đã đến bên đời. Mong đời thầy vui chơi xuân. Khoan, cái chỗ này nè. Đi lên. Bỏ đi. À, chị đây nè. Đi lên thì một là đây. Hai là đây. Hai là đây. Hai là đây. Anh Giang. Vừa rồi là ác mộng thôi. Chán tôi. Ác mộng thôi, ác mộng thôi. Sai hả, sai hả? Sai hả? Sai hả? Em chỉ nghĩ là mình chậm thôi chứ mình đâu có sai đâu. Đội của Ngô Kiến Huy, Dương Lâm và Hiếu thứ hai. Sáng giờ các bạn đã mang về nhà được những gì rồi? Dạ thưa, tôi mang hết tất cả Tết về nhà. Gồm có cây mai. Cây mai and pháo hoa and trái cây ngũ quả. Đồ trang trí.
Chúng tôi cũng có mang về nhà rồi. Mang gì à? Sự nhục nhã ê trời thua cuộc. Sự thất bại. Đúng rồi. Tôi mang nỗi nhục đó là anh Kiều Minh Tuấn. Tôi mang nỗi nhục đó là anh Kiều Minh Tuấn. Về đội của tôi. Không phải, tại nãy mình chậm đó. Thà chậm một phút nhưng để chậm một đời. Mình có thể thua cái game này nhưng mà mình thắng cuộc chơi. Ok anh. Không có đâu. Ok anh. Không có đâu. Ủa? Ủa? Thua sáng giờ rồi. Con Jennifer sao à? Con Jennifer... Xui! Không, con Jennifer nó không xui đâu anh, tại vì mấy người này chơi giỡn. Chơi giỡn? Mời quý vị coi đoạn clip sau đây. Nó có tội lỗi trong chuyện này cả. Chỉ là các anh chị em chơi dở thôi để đổ lỗi cho nó. Xin chúc mừng đội Ngô Kiến Huy, Dương Lâm và Tiểu Thương Hai. Các bạn vừa mang thêm mâm ngũ quả về nhà. Có xuân rồi. Và chúng ta cũng đã kết thúc chuyến tham quan rừng Tràm Trà Sư rồi. Bây giờ xin mời các bạn lên xe và di chuyển đến địa điểm. Ôi mà hiểu luật chơi chưa? Đây nè, nó vậy nè. Lấy trái cây về ăn một đi. Một nè, hai nè, ba. Ôi đường anh ơi. Thằng chéo. Em biết cái này. Vậy thì sao nãy lên á, mình đây rồi thì lên một đây, hai đây, hai đây, hai đây. Chứ tự nhiên lên đây cái ta lui lại đây cái chậm hết nhịp cho người ta lên. Thì đó đang suy nghĩ bị rối quá đó. Cái chỗ này sẽ trống quá trời. Người ta chưa trắng luôn mà anh rối rồi. Ủa cái hai rồi. Thì hai rồi thì mình. Thì anh chế đây. Thì anh chế đây. Thì anh chế đây. Em ăn cho anh cái giữa là lúc nào cũng lợi thế nhất. Thì anh để đây thì cũng là dọc thôi, là tại do mình trễ thôi. Hồi nhỏ chơi trò này ngu lắm. Hồi nhỏ chơi trò này ngu lắm. Chơi toàn thua không à. Sao nãy giờ không nói sớm? Thì nói đó, ai chịu nghe lòng tôi đâu. Trời ơi, chán ghê. Đúng quý vị thân mến, những niềm vui và như sự nhục nhã. Và như sự nhục nhã. Sự ê hề. Tha cho chúng tôi đi. Quý vị ơi, những tiếng cười chỉ có trong chương trình của chúng tôi, đó là chương trình Hai Ngày Một Đêm Tự Do Tự Lo. Hai ngày một đêm, trăm ngàn khoảnh khắc xem độc quyền và sớm nhất trên ứng dụng Vion. Trời ơi. Trời ơi, hay nha. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra? Trời ơi. Em đây thông minh không cần đôi co, hoa xinh chân lên là mà bôi cho. Anh không muốn nghe hay thì thôi mò. Suka yuka de cho một xôi ha. 2 triệu, 2 triệu. Rồi khách mời không? Dạ khách mời đó. Trời ơi, dài với hoa hậu nha. Trời ơi, hưng phấn lên.